quất. Trời ơi, quất đây 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 đây, đây để quất cho làm nó là để đây. Nhớ anh là anh đây mà, nhớ anh đây đâu phải bà Dung mà, nhớ anh này hả? Bà Dung đây. Ừ, không có thiếu gì chị. Chưa rớt đất hả? Đó, mà nó ra mà. Rồi bạn ơi. Vậy giờ mà nó rớt đất ta không quấn được cũng vậy thôi. Ta la lên vậy rồi. Đi, đi, đi. Gì vậy? Đấy, cường nó quấn không qua lưới ra. Chết rồi. Chết rồi. Anh đừng có bóp vô. Hãy chết. Tám chết. Rồi, ra tay anh Canh. Rồi, ra tay anh Canh. Một bảy. Đây, tập dụng lợi thế giao cầu đi. Giao bổng nè, đó. Hết cho chết luôn. Đây nè. Yeah.
Tám ba. Gì vậy? Làm bớt cái gì? Đây để quốc cho. Là nó là để đây. Bà lố rồi. Gái được chưa? Một ba. Đây rồi. Một ba. Có phải đây sẽ bảo nó. Chàng. Sao vậy? Hai ba cố lên. Hả? Cười vô mặt kìa. Rồi vô đi. Cắm lưới. Chết cha. Bố. Cắm bố. Ngoài. Cắm đeo. Đeo. Đó là thắp thằng Dũng. Đi đâu? Né qua bên đi về coi, né đứng giữa nó khó quá. Cường. Trời ơi. Đấy. À. Dứt ra ngoài tôi dứt cho đó. Đỡ cầu vui quá, đỡ gì nhớ nhớ sao. Nghe anh. Làm việc. Lúc lấy ra rồi. Dạ. Lên nha chả. Dũng cho tao. Không. Đúng rồi, kia trái bắn lề đúng rồi đó. Để. Rồi tiện luôn, bạn Dũng trái cho cầu. Bốc liền. À, thấy chưa?